chủ nhật cuối tuần nhộn nhịp và sôi động với nhiều hoạt động khác nhau. Đường phố lúc này trở thành sân khấu biểu diễn ngoài trời của đoàn nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư. Trong đó có một nhóm hát rong cùng mặc đồng phục. Tôi đang công tác tại khoa xét nghiệm bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương. Mỗi người mỗi công việc riêng ổn định và đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng những thành viên này đều có một điểm chung là thích hát. Để được hát một cách công khai trước công chúng thì mình chỉ nghĩ ra một cách duy nhất là tại sao mình không có một cái thời gian ngoài giờ để hát được công việc, thì được bao nhiêu mình sẽ đem vào bệnh viện để ủng hộ cho các cháu bệnh nhi. Và điểm chung quan trọng hơn là họ đều có một trái tim nhân hậu, chăn trở với những hoàn cảnh mà họ đã thấy, đã nghe. Cách đây 4 tháng con gái em vào viện thì em nhận thấy là rất là hoàn cảnh rất là đặc biệt, khó khăn và giúp đỡ. Bản thân tôi này có một cái ấn tượng rất sâu sắc về các bệnh nhi mà tôi đã chứng kiến hàng ngày vào công việc của chúng tôi. Tôi muốn chia sẻ một phần nào đấy bằng những cái việc nhỏ tham gia với cộng đồng. Muốn làm một điều gì đó ý nghĩa cho cuộc sống, họ đã dám đi lang thang hát rong để xin tiền từ thiện. Dù có thể còn hát chưa chuyên nghiệp, dù có thể mới đầu còn ngại ngùng, và dù có thể có người còn nghi ngại về động cơ của việc họ làm. Đúng, đầu tiên thì không có nghi ngại. Đúng là có khi bọn này nó đi hát để nó lợi dụng mà để kiếm tiền. Thế em cũng có gọi là từ thiện một chút ít thôi. Thế sau đấy thì mình nhìn qua giấy tờ để các thứ mình để chứng minh mình thấy là được. Mình nên tin và mình nên dành lòng tin cho những người dám mà đứng được trước những chỗ đông người và làm những hành động mà có thiện. Đến nay, nhóm hát rong từ thiện đã có hơn 500 thành viên. Mỗi buổi đi hát chỉ cần khoảng 15 bạn, vừa hát vừa quét rác từ thiện, nên các thành viên sẽ đăng ký qua Facebook của nhóm. Một tuần có 2 buổi hát, buổi cao nhất nhóm xin được 5 triệu đồng. Và kể từ lúc thành lập hồi tháng 5 đến nay, nhóm hát rong từ thiện đã làm được một việc đáng kể. Và hiện tại là bọn mình đã ủng hộ cho các cháu trong bệnh viện Nhi Trung ương là số tiền là 110 triệu đồng. Phần vừa rồi bọn mình là ủng hộ bên Việt Đức được 20 triệu nữa. Và một cháu bé ở trong bệnh viện Huyết học Trung ương 4 triệu nữa là tổng cộng đã là 134 triệu. Và bọn mình không trao tiền trực tiếp cho người nhà bệnh nhân, mà bọn mình sẽ hỗ trợ bằng cách là bọn mình đóng tiền viện phí cho các cháu. Khi bọn mình trao là bọn mình trao bằng hóa đơn, để khi mà ra viện là người nhà bệnh nhân chỉ cần giả hóa đơn đưa ra thanh toán là đã có cái số tiền mà bọn mình đã đóng cho rồi. Những tấm giấy chứng nhận, những lời cảm ơn từ bệnh viện, từ gia đình bệnh nhân. Cảm ơn các cô với chú đã chung một bàn tay để góp sức cho bé nhà em ạ. Không biết nói gì, chỉ biết lời cảm ơn chân thành với những người đấy ạ. Đó là động lực lớn để các thành viên của nhóm sẵn sàng dành thời gian mà đáng lẽ họ sẽ nghỉ ngơi bên gia đình để tham gia vào những đêm hát rong, gom góp sự sẻ chia của nhiều người để thắp sáng hy vọng cho những số phận không may, để cuộc sống này đẹp hơn, ý nghĩa hơn. Các anh, các chị, các cô, các chú đã có lòng nghĩ đến cháu và giúp cháu lần nữa thì cũng cảm ơn rất nhiều.